chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Đàn ông chơi với tiền này, này không? Này, tao bảo nước không phải nước. Này, vào tay rồi. Cây cú không hề nhẹ giữa anh em mình. Nói chung là hôm nay sẽ giải quyết ở trên bàn bia, snooker. Đấy. Nói chung là anh kiểu anh cày à? Này, kèo này thì là mình phải chấp mang đệ 45 điểm. Chấp mày 45 điểm. Đấy, sẽ đánh 6 đến 60 điểm, chấp mang đệ 45 điểm. Đánh nếu ai thua đó thì nói chung là phải chịu một hình phạt do người kia nghĩ ra. Ok ạ. Chơi luôn. Nói chung là hôm nay sẽ cho Mao Đệ biết thế nào là lê độ. Nào. Này, nhưng mày. À, từ gì ai đánh trước? Xuân bốc lên này. Xuân bốc lên á? Ờ, thì tao ăn con nào tao đọc con đấy. Xuân bốc lên không được đánh trước. Ờ, tao ăn con nào tao đọc con đấy. Rồi, ok. Anh phá trước đi. Ờ, chấp mày, tao phá trước. Xuân bốc lên đấy. Nhưng mà bắt đầu phá Xuân thì sao? Thì kệ. Kệ gì? Để tao phá. À, được, thì không được ăn nhé. Thì được đánh chưa không? Không. À, thế là... Anh phá đẻ rồi. Tan tành ra đây. Ủa, à. Bốc lên, không được đánh chưa? Ờ, đây, bốc lên. Nào. Không gì bây giờ. Chơi chọn Du Kháng. Chơi cái gì cũng được. Ok. Mà hôm nay nói chung là tự dưng nhả nó quá. Nhả à. Nào, thế nào? Đợi em ở đây một tí. Chung ở đây. Nào, chơi này nha. Chơi làm gì? Quả này anh chết đưa với em luôn. À tự, đâu em muốn điện thoại này. Cái gì nhưng mà làm gì, em băng dính như làm gì? Dính chói à? Nếu mà không lấy đâu nha. Nói chung là thua phải chịu thôi. Là mình cứ gọi là khinh thường đối thủ quá. Biết địch biết ta mà trăm trận vẫn thất bại. Gọi là khinh thường đối thủ. Đúng. Gửi im. Alo, các con vợ à? Lên đi cháu nhờ gì? Lên nhà mà mang đi cái. Sao này các con vợ lại nhờ cháu? Ok, ok, ok. Xem tí nó đi câu luôn. Ok. Cái gì? Chết rồi này. Tối tao phục thù. Này, xong rồi chơi lại. Này. Mày lại đập điện thoại nào à? Không nữa. Tao đi cất. Không đi. Hả? Này. Thế nào, tao cất đấy. Trốn cái gì?
Này, đàn ông đàng hoàng, đàn ông là phải mạnh mẽ. Ở đây nha, một lúc nữa này. Xong rồi này, thì sao em đừng có to cơ ấy nha. Xuân nghỉ uệ hoài, bánh và đi ai rồi rồi. Đi đây. Chữ điểm nó lại cao hả cháu ơi? Thế nào, thế nào? Chữ lại thô bia. Trời, anh thô bia cho nó. Nhâm 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 nhâm. Trời, tối cục thù ạ. Chói lên đây, chói lên đây này. Chói đây, chói nào được. Chim. Chói. Chói lên đây. Thế nào? Chói lên đây, chú Lâm, chói lên đây, chú Lâm. Cảm mái. Đây, làm thế nào, làm đi. Đúng rồi. Đây. Rồi, hồi chói, mẹ trả lại. Nào. Nào. Gì nữa? Rồi. Chú chói đi, thấy cái măn gì nữa. Chán rồi, chán nó không thể chạy rồi. Chán không đi được cái gì. Đúng rồi đó. Nghĩa là cháu mà lại cả không dậy được rồi. Dán nó dán có dính được cướp ấy. Ai làm dính được hết. Thôi nhà mày rốt thế nhỉ, để chơi dán lên này. Ủa dán này, phát dán nó dán. Cho nó này cho nó cỏi. Chú ăn nghỉ gà đi ra không? Đi ra giúp bà không? Đi ra bụng tay không? Mỡ nạt cho cho bà. Dán cho ngoài cho này đây ra. Dán to nữa mà. Chỉ cần dán vào nó được cái gì, dán dính vào được cái gì. Dán nhiều. Đi phơi à? Sao cho ra trời nắng em phơi? Phơi mà để cá chết rồi. Phơi gần khô ở trong nào nhỉ? Đúng hả? Này, ta thắt đơn giản. Đố anh thoát được đấy. Đã chạy. Đã chạy. Đã chạy. Người cho hết đây. Này, thắt đi. Chỗ đầu chỗ đi à, chỉ còn chỗ đầu nhả thôi, tối cũng nhả. Sáng ra phơi ở đây đi câu rồi à? Vậy sáng ra đang hoa mắt. Chưa ăn gì? Chưa ăn gì? Nhả khô được chuẩn không? Chấp nhận được phận thôi. Trên này đây. Cái không. Đang gì kìa, cái. Ngứa làm nào được. Con chút lòng thương tí này. Em phải kiếm cái kiến em vào đây cho anh. Tao không được chết. Tao mà ra được phải chết. Được rồi anh nha. 5 phút rồi nha. Tạm quên rồi đấy. Nhìn hết Queen lên này. Chết. Ôi giời, ôi giời. Chết. Cái gì Queen. Queen. Mẹ đi thôi, đi thôi. Ừ, thế đây anh chí. Nào, im để trong. Đại ca. Rồi em là đại ca đi. Wow. Buồn anh. À, con gì luôn. Này. Chọc vào đấy không? Chọc vào đấy không? Thối tay lên, thối tay lên. Buồn. Không chơi này. Đây. Cho bỉ đây đây. Không cho bỉ đâu. Chết ai? Chết cắt đâu. Chết bẩn đây. Này. Anh chết cắt đâu. Này. Không. Không. Không chơi cắt đâu. Bây giờ thế nào? Bây giờ phải hỏi. Không chơi cắt râu. Cắt cho một cái râu. Đây. Bảo toàn bộ râu này 50. Tí giảm lên 50. Nhớ nhá. Ai, này. Tao ở yên. Tao ở yên. Ngu gì ở yên. Dán râu vào chú ơi. Dán râu vào. Dán râu vào. Không. Nhưng không đâu lại. Lắc à? Đâu. Đâu. Nam. À muốn dãy à? Muốn dãy chân à? Bỏ cái đây à? Bỏ đấy nào, bỏ đấy nào. Bỏ là bỏ. Bỏ là. Dãy à? Buông à? Đây đây mình hiểu. Này, đúng rồi chân đi chân rồi. Mày ra đi thả ra ngoài không? Thả ra đi. Tả ra đi. Bắt đầu ngứa với nóng rồi đấy. Nào. Không chơi cu. Đâu? Không chơi cu. Không chơi cu. Đây là khổ nhục kế á. Ngứa lưng rồi. Thả ra đây. Thôi xong rồi. Anh nhổ lông chân. Thế là sao? Đâu?
Đâu? Dám mà. Táo mà ra được tao giết bỏ. Phun chân trứng gà trọi. Vô sức bắt. Đâu con chim bắt lông chân? Chim. Nó đập chân này. Nhân lên chỉ, nhân lên chỉ. Tao ra được tao giết. Tao ra được tao giết bỏ đấy. Vẫn chưa, vẫn chưa. Mỏi lắm. Dũng ơi. Thử đá bóng không? Đúng rồi. Thử đá. Thử đá bóng rồi. Không. Không. Thôi. 50 nữa thả. 50 nữa. 50 nữa là 100 rồi đó. Ờ, một thả. 50 nữa thả. Nào. Cứ phải có tiền mới thả. Ở chạy chạy chạy. Chạy chạy. Chạy chạy. Đau, không cần. Đó, mày, mày, tao ra được chết. Ê, không ra đâu. Không ra đâu, có lắm, không thể ra được đấy à. Buồn nha. Nhưng mà không biết chảy đầy rồi đấy. Nước đâu, tan mỡ đấy. Thế thôi. Cho tắm. Cho tắm. Tắm treo, tắm treo. Cho tắm treo tí nhỉ. Anh nóng không? Anh nóng không? Đang cố gồng, đang cố gồng. Nóng à? Nóng không? Đang cố gồng, đang cố gồng. Thế thì bây giờ em cho anh tắm đấy nhé. Tắm tiên. Tắm tiên nhé. Không, thả tao ra. Thả ra cho 50 nữa. Thế anh thích ra là ở đây là thích tắm tiên. Hả? Thả ra. Được, thả ra. 50 nữa thả. Em mà thả ra thì anh đấm nha. Này, tao dúi đầu mày không thả ấy. Tao cho mày vào đống rơm tao nướng luôn. Mày bây giờ. Một. Hết rơm rồi. Thế bây giờ anh cố gọi em mừng. Còn hai thằng kia nữa. Còn nhà hai cái nhà. Chơi người ta nó nhờ em. Nhờ em đâu. Chỉ biết lên hộ thôi. Cái cửa rồi. Không chịu gì nữa cháu. Cháu lấy 50 của mình ra để cho bọn thứ. Mẹ hai thằng chó. Ba thằng chó này. Thằng đầu sỏ này. Nhờ em nhỉ. Nhờ em nhỉ. Nhờ em nhỉ. Thả nó không ra. Thả ra ra. Cho anh với là chúng con xử nhau mà. Thả ra ra. Đem không liên quan như bây giờ. Bọn mình cứ đợi đấy. Mày không thả mày tí bố đốt vào xe đấy. Thả ra. Chơi thế thôi. Này. 5 phút rồi. Trả lại chung nữa. Anh ơi. Em có tội tại anh mua lấy. Em về. Không. Thế bây giờ nhé. Bố gọi em bằng đại ca không? Đại ca. Đại ca gì? Tha đi em. Đại ca gì? Đại ca mau đi đi. Đấy. Mau đại đại chứ. Ừ, mau đại đại. Đấy. Tha đi em thả ra. Thả. Anh không thích tha đây. Con chó này. Táo mà tha được. Mày chết với tao. Sao lại con chó rồi? Mày gọi đại ca ra lại con chó. Đây. Tập. Vừa gọi em là đại ca ra lại con chó. Nóng không? Nóng. Em phải cho anh à, sống chờ, chết chờ. Nóng rồi, à, xem có con kiến không nhỉ? Này, tao đập chết vậy nhá. Cho bắt được kim. Này còn hai cái thằng chó kia nữa. Sống đồng nhau à? Báo mà ra được. Máy cho anh là hôm nay không mưa nên ít kiến nhá. Ui, nóng quá. Này, ra đi. Mày này ca. Cho 50 nữa. Thế tổng bao nhiêu tiền rồi? Cho mụn nước đi. Thế anh có thích phụt sơn chúng ta chọi em không? Hết em chờ rồi. Cái ngày này lâu lắm rồi đấy. Ai đã đang kẹp rồi. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Ai chưa vậy? Chưa tao à? Nào. Bỏ ra. Bỏ ra. Vu gì bỏ? Chưa. Nhấc nhấc cái chân tao lên cả. Chịu. Đây này chịu. Đây treo cổ cho tử. Thắt cổ tao rồi. Nó tụt xuống. Thắt cổ cho tỏi. Ở yên trong đây để treo cho lên.
Thích bướng rồi. Không không. Đi đi em rồi. Nhấc cái chân lên lên đã. Nhấc được chân lên à? Ai rồi. Ôi tí nữa. Nào. Tí nữa cặp cổ chết rồi. Anh chân đúng ấy. Cho em bướng luôn ấy. Đau quá. Cho xin hơn nước. Thế có anh có đơn bù cái chuyện này vụ anh dám mày... phụ chân chúng ngay trọi với em không? Mày đốt cả cái dơm bên đó đền đâu? Mới cả nhá. Từ sau nhá. Đừng có gáy nhá. Bắn bia. Đấy gì? Ôi 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 ôi. Bắn bia. Hơn có một tí tiểu tiểu tiểu. Nóng quá. Bắn gáy. Này gạ bắn. Bố mày nhả cho mày đấy. Ừ. Nào xin bố. Nào mày giỏi mày thả ra tao chấp 50 điểm luôn. Nào chơi không? Thả ra chấp 50 điểm. Đấy là em vui. Thắng tao cho mày 500 nghìn. Thả ra. Đưa chứ 500 nghìn đấy anh. Nào. Đưa chứ đấy. 50 được không? Không. Cho hộp nước đi. Cho hộp nước. Trả cho. Có hộp nước nào? Không. Đến... Hộp nước 500 nghìn. 50 một hộp nước? Không, 500. Mày bán nước ở resort, resort cũng có 50 nghìn một chai La Vi thôi. Thế có ai được sung sướng như anh không? Hả? Các bạn ở trên gọi là ngắm mây, ngắm... Ngửa lưng quá. Nhanh lên. Lấy cho hộp nước đi. Đúng trên gọi là không sung đấy. Đóng không cái cứt đây. Cháu một tát thì tao dán mày lên tận trên kia đấy. Thế 50 nghìn á? Gãi, ừ, 50 nghìn gãi gãi hộp cái cổ. Không, gãi thì không bao giờ gãi được. 50 nghìn. Cho hộp nước rồi. 50 nghìn, 50 nghìn nữa gãi cái cổ. Tiền ở đâu? Tiền. Thế đưa tiền đấy. Tí giả. Không, giả luôn. Nhưng mà tiền trong túi bây giờ túi dán chặt thì lấy được à? Túi nào, túi nào? Bên này. Ok, 50 với 50, 100 nhá. Lấy nước ra đây đã. Lấy nước ra đây đã. Mới làm gì ấy? Lấy nước ra đây. Lấy tiền thì lấy nước. Tao tao lại đi lừa mày, lừa, tao lại lừa. Bên này, bên này. Ờ, hình như bên đấy. Rồi cắt đi, cắt cắt hẳn ra ngoài á. Đấy, cắt mạnh à. Cắt mạnh vào, cắt thủng hẳn ra ngoài kìa. Cắt hẳn đứt đi. Đây. Đây. Này, 100 nhá, này, này, đàn ông chơi phải đàng hoàng nhá, bên túi đấy không có tiền. Không biết. Này, đàn ông chơi phải đàng hoàng, có 100 nghìn nữa đấy nhá. Thứ này thử nghiệm. Không có tiền. Này, giả lại 200 đây. Chơi đàn ông phải chơi thật mạnh mẽ vào nhá. Này, chơi không phải chơi đểu. 2 nghìn mà cũng lấy. Bo. Bo cho 3 nghìn. Con là anh xin 300. Này, đàn ông chơi đàng hoàng nhá. Đưa giả giả 200 đây. Nước đây. Ấy, cứ làm gì đấy? Làm gì đấy? 50 một công đâu không? Qua cho 300 em cho anh nhỉ. Ba khối. Này, đàn ông chơi với tiền này. Hai không? Này, tao bảo nước không phải. Này. Bắt tay đi. Oh!
không? Chăm ơi, chăm ơi, chăm. Con ta đi một chỗ ơi. Mày cứ đợi đấy, con chó này. Đi đi. Con chó này. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. À, sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamao TV nhé. À, đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.